Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm đề kiểm tra ở trong cuốn đề kiểm tra toán 4 học kỳ 2 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Video này chúng mình sẽ đến với đề kiểm tra cuối kỳ số 9. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Phân số chỉ số phần đã tô màu trong hình bên là phân số nào? Bây giờ chúng ta sẽ xem vào đây là với mỗi hình tròn nhé. Một hình tròn này thì được chia thành mấy phần? 1, 2, 3 chia thành 3 phần. 3 phần bằng nhau, tức là 3 phần nhỏ đấy. Như vậy chúng ta sẽ xem là đã tô màu là bao nhiêu nhỉ? Đã tô màu là 1, 2, 3, 4, 5. Đã tô màu là 5 phần như vậy. Thế thì từ đây là phân số chỉ số phần tô màu, nó sẽ chính là gì nhỉ? 5 phần như vậy là tử số là 5 phần. Số phần được chia là 3, 5 phần 3 các em nhé, 5 phần 3. Như vậy chúng mình chọn đáp án B. Ngay ở câu số 1 này sẽ rất nhiều bạn bị nhầm, đó là đáp án C nhé. Đáp án C các bạn nói rằng là thưa thầy là có tất cả 5 phần được tô màu là đúng rồi, là tử số là 5. Và trong đó là có tất cả là mấy phần, ở đây là có tất cả 6 phần thì sẽ là 5 phần 6 mới đúng. Thế bây giờ thầy sẽ giải thích cho các em như thế này. Chúng ta biết rằng là mỗi một phần nhỏ nhé thì sẽ ứng với lại 1 phần 3 của cái hình tròn này, đúng chưa? Mỗi một phần nhỏ này là ứng với 1 phần 3 của cái hình tròn. Các em đồng ý không nào? Bây giờ đã tô màu. Đã tô màu mấy phần nhỏ nào? Đã tô nhỏ màu là 5 phần nhỏ. Thế vậy thì 1 phần nhỏ là 1 phần 3 hình tròn. Vậy thì đã tô màu 5 phần nhỏ như vậy thì sẽ phải là 5 phần 3 hình tròn. Các em đồng ý chưa nhỉ? Cho nên là cái phân số nó đúng ấy, phải là 5 phần 3 chứ không phải là 5 phần 6 đâu các em ạ. Đấy, đây. Tiếp theo chúng ta đến với câu 2. Giá trị của chữ số 7 ở trong số này là bao nhiêu? Chữ số 7 nó thuộc hàng chục triệu, nó có giá trị là 70 triệu, đáp án là B. Câu 3. Phân số tích hợp điền vào chỗ trống là phân số nào? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện các phép tính ở từng vế, sau đó mình sẽ đi so sánh. 3 phần 2 trừ đi 7 phần 8 thì chẳng qua nó sẽ chính bằng đưa về mẫu số là 8. Cả tử số mẫu số phân số 3 phần 2 chúng ta nhân với 4, mình sẽ làm 12 phần 8 trừ đi 7 phần 8 này. Bé hơn cái phân số ở giữa này. Ở đây 7 phần 2 nhân với 1 phần 4. Hai phân số nhân với nhau lấy tử số, mẫu số nhân mẫu số, nó sẽ là 7 phần 8. Ở bên vế trái này là 12 phần 8 chia đến 7 phần 8 thì sẽ chính bằng là 5 phần 8. Và ta thấy rằng 5 phần 8 nó bé hơn 6 phần 8 và nó bé hơn 7 phần 8 ở đây. Như vậy thì phân số ta điền ở đây là 6 phần 8. Tuy nhiên đáp án của chúng mình là không có 6 phần 8, đúng nhỉ? Thì mình có thể rút gọn phân số 6 phần 8 này. Rút gọn 6 phần 8 thì sẽ bằng gì nhỉ? Cả tử số mẫu số chia hết cho 2 thì sẽ bằng là 3 phần 4. Như vậy đây là phân số ta sẽ điền ở đây nhé. Đáp án D. Tiếp theo chúng mình đến với câu 4. Trong 1 phần 2 giờ, Hà đi bộ được 9 phần 5 km. Vậy trung bình mỗi phút Hà đi bộ được số mét là? Bây giờ chúng mình sẽ đi đổi thôi. Theo thông tin đề bài 1 phần 2 giờ là ứng với 9 phần 5 km. Và đề bài hỏi là liên quan đến phút này và liên quan đến mét thì mình sẽ đổi. 1 phần 2 giờ chính là 30 phút kìa bạn. Thế còn 9 phần 5 km sẽ chính là 1.000 mét này. Chúng mình nhân với lại 9 phần 5. Đúng chưa? Để tương ứng chúng ta có 30 phút này. Thì sẽ ứng với bao nhiêu? 1.000 chia 5 là bằng 200. 200 nhân với lại 9 là 1.800 mét. Như vậy 30 phút ứng với 1.800 mét thì chúng ta sẽ có thể tính rút về đơn vị là 1 phút thì sẽ là bao nhiêu mét nào? À, 1 phút ta sẽ lấy 1.800 mét này, chúng ta chia cho 30 thì sẽ ra được là 600 mét. Em đồng ý chưa nhỉ? 60 chứ đúng không? 60. Gạch bước đi số 0 này, 180 chia 3 là 60 nhé. Đáp số là 60 em nhé. Vậy như vậy là chúng mình chọn cho thầy câu 4 đáp án A. Tiếp theo là câu 5. Xe thứ nhất chở 4.050 kg xi măng. Khối lượng xi măng xe thứ hai chở bằng 7 phần 15 xe thứ nhất. Vậy cả hai xe chở khoảng số tấn xi măng là? Bây giờ mình có được là xe thứ nhất 4.050 kg này. Thế còn xe thứ hai chở bằng 7 phần 15 xe thứ nhất, tức là ta lấy 4.050 chúng ta nhân với lại 7 rồi 7 phần 15. Thế thì các em tự thực hiện phép tính này nhé. Thế còn thầy ấy, thì thầy sẽ lấy 4.050, thầy chia cho mẫu số trước, thầy chia cho 15, sau đó được kết quả, sau đó thầy nhân với 7 thì sẽ ra được là 1.890 kg. Đây là hỏi cả hai xe, bây giờ mình sẽ đi tính tổng cả hai xe. Ta sẽ lấy 4.050 cộng với 1.890 anh em. Thì em sẽ ra được kết quả đó là bằng 5.940 kg.
Và năm 1940 này, khi chúng ta làm tròn ấy, thì làm tròn hàng nghìn ta sẽ được là nó gần với lại 6.000. Làm tròn hàng nghìn ta sẽ được là gần 6.000 kg. Các em hiểu chưa nhỉ? 6.000 kg chính là 6 tấn. Làm tròn hàng nghìn mà, 5.900, đây 900 nó lớn hơn 5 mà. Làm tròn hàng nghìn ta sẽ được là 6.000. 6.000 chính là 6 tấn, đáp án mình chọn là C. Tiếp theo là câu 6. Mỗi ngày Hà đều để tiết kiệm một số tiền như nhau. Tính đến hết ngày hôm nay là ngày 12 tháng 8, Hà đã tiết kiệm được 60.000 đồng. Vậy trong cả tháng 8, Hà sẽ tiết kiệm được số tiền là... câu này thì các em phải để ý cho thầy là tháng 8 là có bao nhiêu ngày nhé. Tháng 8 là có 31 ngày đấy các em ạ. Như vậy chúng ta sẽ có phần tóm tắt như sau. Tính đến hết ngày 12 tháng 8 có nghĩa là trong 12 ngày đầu tiên của tháng 8 thì là bạn đã tiết kiệm được 60.000 đồng. Vậy chúng ta có 12 ngày là ứng với 60.000 đồng. Các em đồng ý chưa? Và tháng 8 có 31 ngày thì chúng mình đang cần tìm xem là 31 ngày đấy ấy, thì sẽ là ứng với bao nhiêu nghìn đồng. Đấy là ý của câu hỏi là như vậy. Thế thì bây giờ 12 ngày ứng với 60.000 thì thầy sẽ đưa về rút về đơn vị. Thầy sẽ tính xem là một ngày là bạn tiết kiệm bao nhiêu tiền. Đơn giản thôi, ta sẽ lấy 60.000 ta chia đều cho 12. 60.000 chia cho 12. 60.000 chia cho 12 thì em sẽ ra được kết quả là bằng 5.000. Tức là mỗi ngày bạn sẽ tiết kiệm được 5.000 đồng. Như vậy chúng ta sẽ có 31 ngày thì số tiền mà bạn tiết kiệm được sẽ là gì? Một ngày là 5.000. Như vậy 31 ngày ta lấy 5.000 nhân 31 là xong thôi. Thì ta sẽ được kết quả đó là bằng 155.000 trong tháng 8 mà bạn tiết kiệm được. Đây là con số mà ta cần tìm. Như vậy ở trong câu số 6 này thì chúng mình sẽ chọn cho thầy là đáp án D. Tiếp theo mời các em chúng ta cùng với thầy chuyển sang hai lớn phần tự luận của đề kiểm tra cuối kỳ số 9. Bài 1 đặt tính rồi tính. Phép tính đầu tiên là nhân với số có hai chữ số. Chúng mình đặt tính thẳng cột nhé. Số đơn vị đặt thẳng đơn vị này, số trục thẳng số trục này. Bây giờ chúng ta thực hiện các tích riêng. Chúng ta lấy 5 đơn vị ta nhân lên trước. 5 x 8 bằng 40, viết 0 nhớ 4. 5 x 1 bằng 5, thêm 4 bằng 9, viết 9. 5 x 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 x 5 bằng 25, thêm 1 là 26, viết 26. Tích riêng thứ 2, chúng ta lấy 2 trục ta nhân lên. 2 x 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. Số 6 viết thẳng với lại cột trục nhé. Viết lùi sang bên trái một cột đi em. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 2 x 5 bằng 10, viết 10. Bây giờ chúng ta cộng có tích riêng lại. 0 hạ 0, viết 0. 9 cộng 6 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 5 thêm 1 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, viết 9. 6 cộng 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 0 bằng 3, viết 3. Hạ 1, viết 1. Như vậy kết quả ta được là 132.950. Chuyển sang và phép chia cho số có 2 chữ số. Thế thì ở đây chúng mình thấy rằng là số chia của mình là có 2 chữ số. Như vậy ta sẽ phải lấy ít nhất 2 chữ số của số bị chia để đem chia. Nhưng mà 23 nó bé hơn 33, không chia được. 238 mà chia cho 33 ấy, thì em ước lượng 7. Viết 7 vào kết quả này. Bây giờ ta sẽ nhân lên. 7 x 3 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 7 x 3 bằng 21, nhớ 2 là 23. Ta lấy 238 trừ 231 thì còn dư 7 ở lần chia thứ nhất này. 7 viết thẳng với 8. Tiếp tục chúng ta hạ 600 xuống. Ta được 76. 76 mà chia 33 em sẽ được 2. Ta viết 2 vào kết quả. Cách số 2 này đang là 200 thì ta sẽ phải viết cách cái số 7.000 ở kết quả ra nhé. 2 viết cách 7 ra. 2 x 33 là 66. 76 trừ 66 là còn dư 10 ở lần chia này. Hạ 3 xuống em được 103. 103 mà chia 33 em ước lượng bằng 3. B ta nhân lên. 3 x 33 là 99. 103 trừ đi 99 thì nó còn dư 4. Viết 4 thẳng số 3. Hạ 4 xuống thì em được 44. 44 chia 33 thì ta sẽ được thương là 1. 1 x 33 là 33. 44 trừ 33 còn dư 11. Chia xong rồi. Như vậy phép chia này chúng ta có thương là 7.231 và dư 11 các bạn. Cùng chuyển sang bài tự luận 2. Đề bài yêu cầu chúng ta là tính phép tính cộng trừ nhân chia phân số. Đối với phép cộng thì em cộng trừ ấy, thì em phải đưa về cùng mẫu số chúng ta mới thực hiện được. 3 phần 7 và 5 phần 14 là mẫu số chung là 14 rồi. Bởi vì 14 nó chia hết cho 7 mà. Để ra được mẫu số là 14 thì ta lấy phân số 3 phần 7 này cả tử số mẫu số nhân với 2. 3 x 2 là 6 phần này, 7 x 2 là 14. 6 phần 14 cộng với 5 phần 14.
cùng mẫu số ta lấy tử số cộng với nhau sẽ bằng 11/14, và phân số này tối giản rồi, xong. Phép tính tiếp theo là phép tính trừ hai phân số này, ta lại phải đưa về cùng mẫu số rồi. 17/21 thì em không thể rút gọn được. Bây giờ ta phải đưa cái phân số 2/3 này về mẫu số là 21 đây. Bởi vì 21 nó chia hết được cho 3 mà. Nó sẽ bằng là 17/21 trừ đi này. Cái phân số 2/3 này ta sẽ lấy cả tử số mẫu số em nhân với 7 nhé. 2 × 7 là 14. Phần này 3 × 7 là 21. Cùng mẫu số ta lấy tử số trừ nhau, nó sẽ bằng là 3/21. Và 3/21 này em rút gọn đi, cả tử số mẫu số chia cho 3 nó sẽ bằng là 1/7. Rồi xong phép trừ rồi. Đối với phép nhân, ta lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số thôi. 5 × 4 là 20. Phần này 8 × 15 là sẽ ra được là 120. Phân số này phụ rút gọn được, cả tử số mẫu số chia được cho 20 nhé. 20 × 20 được 1. 120 × 20 được 6. 1/6 là phân số tối giản. Phép chia này ta sẽ phải đưa về phép nhân. Nó sẽ bằng 7/12 nhân với phân số thứ hai đảo ngược là nhân với 6/5. Thì nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng 42/60. Cả tử số mẫu số chia cho 6 thì nó sẽ bằng là 7/10. Và mình đã xong bài 2. Tiếp theo là bài 3. Bài 3 chúng ta rèn luyện đổi đơn vị đo liên quan đến đơn vị đo, khối lượng, thời gian và diện tích. Ở ý đầu tiên là trong bài 3 ấy, 4/5 tạ 50 kg đổi hết ra kg nè. Thế bây giờ chúng ta biết rằng là 1 tạ là 100 kg. Về 4/5 tạ ta sẽ lấy 100 kg nhân với 4/5. 50 kg này ra cộng thêm nữa. 100 kg chia 5 là được 20, nhân với 4 là 80. Chỗ này mình nhẩm được là bằng 80 nhé. 80 kg cộng với 50 kg thì em sẽ ra được là 130 kg. Như vậy ta sẽ điền số 130 vào đây. Tiếp theo là 5/6 phút 45 giây đổi hết ra giây. Phút mà đổi ra giây ấy thì ta có này. 1 phút là 60 giây. 5/6 phút ta lấy 60 giây nhân 5/6 này, và cộng với 45 giây ở đây này. Thế bây giờ 60 giây nhân với 5/6 ta sẽ nhẩm là 60 chia 6 là 10, 10 nhân 5 là 50, 50 giây. Và cộng với lại 45 giây thì nó sẽ ra được là 95 giây, ta sẽ điền vào đây, 95. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần đơn vị đo diện tích. Đổi đơn vị diện tích đổi hết ra đề cm vuông. Bây giờ 1 mét vuông ta biết rằng nó là bằng 100 đề cm vuông. 1/4 ta sẽ lấy 100 đề cm vuông ta nhân với 1/4 và cộng với lại 75 đề cm vuông đây. 100 đề cm vuông nhân 1/4 chẳng qua chính là 100 chia 4 này, 100 chia 4 là bằng 25 đề cm vuông. Và sau đó mình cộng với lại 75 đề cm vuông thì nó sẽ ra được là 100 đề cm vuông, ta điền vào đây là 100 nhé. Tiếp đến là 1/2 thế kỷ và 25 năm thì sẽ bằng bao nhiêu năm? 1/2 thế kỷ này, 1 thế kỷ là 100 năm. 1/2 thế kỷ ta lấy 100 năm nhân 1/2. Và sau đó chúng ta cộng với lại 25 năm ở đây. 100 năm nhân 1/2, chỗ này chính là 50 năm. 50 năm cộng với 25 năm thì sẽ ra được là 75 năm. Ta điền số 75 ở đây. Xong bài số 3 rồi. Tiếp theo là bài 4. Tính bằng cách thuận tiện. Biểu thức đầu tiên này thì chúng mình thấy rằng có các tích này đang thực hiện trừ với nhau. Thì thầy sẽ viết thêm một dòng nữa ra nhé để em hiểu hơn. Nó sẽ bằng 76 nhân với lại 2108 trừ 76 nhân 1107. Cái số 76 đang đứng một mình này thì thầy sẽ viết thêm là 76 nhân 1. Các em đồng ý chưa? Cái số 76 đứng một mình này chính là 76 nhân 1. Thế thì ở đây chúng ta xuất hiện là 3 tích. 3 tích. 3 tích này nó có chung thừa số là 76 thì em sẽ đi đặt 76 ra ngoài ngoặc. Nó sẽ bằng 76 nhân trong ngoặc là các thừa số còn lại thực hiện trừ với nhau. Đó, bây giờ ta sẽ đi biến đổi bài. Bằng 76 nhân với mở ngoặc 2108 trừ 1107 trừ đi 1. Và rất nhiều bạn sẽ quên số 1 ở đây nhé. Nó sẽ bằng 76 nhân kết quả trong ngoặc thì ta sẽ được là 1000. 76 nhân 1000 sẽ ra là 76.000. Xong biểu thức đầu tiên rồi. Biểu thức thứ hai để thuận tiện thì ta sẽ lấy cái thừa số đứng bên ngoài, chúng ta nhân với từng số hạng bên trong, sau đó cộng kết quả lại thì nó sẽ bằng 700.000 nhân với 1/10 cộng 700.000 nhân với 1/70. Chúng ta thực hiện các phép nhân trước. 700.000 nhân 1/10 chẳng qua chính là 700.000 chia 10 thôi thì sẽ ra được là 70.000 cộng với này. 700.000 nhân 1/70 tức là ta lấy 700.000 chia 70 đấy thì nó sẽ ra 10.000. Thế đây 70.000 cộng 10.000 là 80.000. Xong bài 4 rồi. Tiếp theo mời các em chúng ta đến với bài 5. Đề bài này. Biểu đồ cột dưới đây cho biết số cây ăn quả trong vườn nhà Mai.
Ở hàng ngang ta thấy là có tên các loại cây, cây nhãn, cây vải, cây cam, cây bưởi, cây xoài. Ở cột dọc ta thấy là số lượng cây tương ứng. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn biểu đồ ta gióng sang ở đây. Cây nhãn sẽ là với 8 cây, ta sẽ điền luôn số 8 nhé. Cây vải, chúng ta thấy cái cột này nó cao đến giữa số 8 và giữa số 10 ấy. Chúng ta gióng sang ta thấy ngay nó đang giữa số 8, giữa số 10, nó sẽ chính là 9. Ta sẽ điền số 9. Cây cam là 10. Cây bưởi này, nó đang là giữa số 6 với giữa số 7. À, giữa số 6 và giữa số 8 nó chính là 7 cây. Nên cây xoài sẽ là 6 cây. Rồi, bây giờ ta sẽ trả lời các ý hỏi của đề bài. Quan sát biểu đồ và điền phân số tích hợp vào chỗ trống. Số cây xoài trong vườn bằng mấy phần số cây nhãn? Số cây xoài đâu nhỉ? Cây xoài là 6 cây này, số cây nhãn là đang là 8 cây. Như vậy bằng bao nhiêu phần này, ta sẽ lấy 6 chia 8 đó. Xoài so với nhãn thì ta lấy xoài là 6 này chia cho nhãn là 8, tức là 6/8. Ta rút gọn sẽ bằng là 3/4. Vậy ta sẽ điền vào đây là 3/4. Tiếp, số cây cam chiếm bao nhiêu phần tổng số cây ăn quả trong vườn nhà Mai? Đấy, đấy là lý do thì sao mà thầy sẽ điền các số ở đây trước này. Thầy đi tính tổng số cây nhé. 8 cộng 9 cộng 10 cộng 7 và cộng 6. Em cứ cộng lần lượt thôi. 8 cộng 9 cộng 10 cộng 7 cộng 6 thì em sẽ được là 40. 40 cây. Số cây cam chiếm bao nhiêu phần so với tổng số cây? Cây cam là 10, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có được là 10/40, thì ta rút gọn sẽ bằng 1/4. Xong ý A rồi, B đến ý B. Năm nay trung bình mỗi cây nhãn trong vườn cho thu hoạch là 150 kg quả. Ở gia đình Mai đem bán 5/6 số nhãn thu hoạch được với giá 18.000 đồng 1 kg. Hỏi năm nay gia đình Mai thu được bao nhiêu tiền bán nhãn? Bây giờ chúng ta dựa vào cái biểu đồ ấy, chúng ta thấy rằng là nhà bạn Mai có 8 cây nhãn. Trung bình mỗi cây là cho thu hoạch là 150 kg quả. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi tính tất cả xem là nhà bạn thu hoạch được bao nhiêu nhãn. Bước 1, mình sẽ ghi là năm nay gia đình Mai thu hoạch được số kg nhãn là, mỗi cây thì cho thu hoạch 150 kg. Có 8 cây ta nhân với 8 lần lên thì em sẽ ra được kết quả đó là bằng 1.200 kg. Và ta lại đọc tiếp thông tin này. Gia đình Mai đem bán 5/6 số nhãn thu hoạch được. Số nhãn thu hoạch được nhà bạn là 1.200 kg. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính xem là nhà bạn đã bán bao nhiêu nhé. Năm nay gia đình Mai đã bán số kg nhãn là, thì ta sẽ lấy 1.200, chúng mình nhân với 5/6 thôi. Thầy sẽ nhẩm này, thầy sẽ lấy cái số tự nhiên này, thầy chia cho mẫu số sau đó nhân với 5. 1.200 chia 6 được 200, 200 nhân 5 là 1.000 kg. Và chúng ta lại biết rằng là cứ mỗi kg là bạn nhà bạn bán với giá 18.000. Như vậy số tiền bạn nhà bạn Mai bán được sẽ là 18.000 1 kg nhân với 1.000 kg là xong. Bước cuối này. Số tiền bán nhãn năm nay gia đình Mai thu được là, mỗi kg là có giá 18.000. 1.000 kg chúng ta sẽ lấy 18.000, vậy chúng ta nhân với 1.000 lên thì sẽ ra 18 triệu. Đơn vị là đồng. Đáp số 18 triệu đồng. Như vậy là thầy trò chúng mình đã làm xong bài tự luận 5 rồi. Và đây cũng là bài cuối cùng ở trong đề kiểm tra cuối kỳ số 9. Thầy chúc em ôn thi tốt nhé. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.